Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh tiếp tục làm video để giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm đó là tấm nhựa ốp tường PVC. Và điều mừng nữa đó là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Quý vị nhé, đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và giá cả của nó thì rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đợt này mình nhận được rất là nhiều các sản phẩm với giá cả khá là đẹp, quý vị nhé, giá rất là ok. Thì chút xíu nữa mình sẽ công bố chi tiết những cái giá để cho quý vị tham khảo. Về ưu điểm của sản phẩm thì thứ nhất là không mối mọt. Đấy, không mối mọt quý vị nhá. Không cong vênh co ngót. Đấy. Ba là không sợ thấm nước này. Và đặc biệt là vấn đề rất là dễ vệ sinh. Bởi vì nó không thấm nước nên là mình có thể là dùng tất cả những cái khăn ướt mình vệ sinh rất là dễ. Đấy. Và đặc biệt là sản phẩm gì? Không sợ vấn đề là bị oxy hóa này. Và sản phẩm thì có khả năng chịu đựng ở những cái môi trường có cái độ ẩm cao hay là có muỗi hoặc kiềm. Đấy. Đặc biệt là rất tốt cho các cái không gian về như là các cái khu vực như là trang trí nội ngoại thất, như là đáp ứng được mọi cái không gian như là khu vực nhà bếp này, hay là bởi vì khu bếp thì thường thường nó hay bị ví dụ như là bắn các cái chất dầu mỡ hay là những cái mùi hơi bốc của việc nấu đồ ăn này nọ, thì tất cả sản phẩm nhựa này thì đều đáp ứng được quý vị nhé. Và nó còn đặc biệt là gì, những cái môi trường như là ven biển quý vị, ven biển gần biển các thứ là đều sử dụng những sản phẩm này rất là tốt. Bởi vậy nên là sản phẩm nhựa dạo này nó rất là nổi trội ở trên thị trường, bởi vì nó có nhiều cái ưu điểm ấy mà các cái sản phẩm khác như là gỗ công nghiệp hay gỗ tự nhiên hay là một số sản phẩm khác nó không thể nào mà đáp ứng được. Thì thằng nhựa này bây giờ nó đáp ứng được tất cả những cái yếu tố đó. Đấy, đặc biệt là ví dụ như là riêng về cái khu vực ven biển quý vị nhá, ven biển hoặc là những cái khu vực mà nó có cái không khí ẩm thấp đó, thì cái nhựa này nó đáp ứng được hết. Đấy quý vị. Đấy. Thì trước đây ở thị trường thì đa số là khách hàng sử dụng sản phẩm đó là gì? Thứ nhất là gỗ tự nhiên. Với thứ hai nữa là dòng gỗ công nghiệp. MDF, FDF có thứ rất là nhiều dòng gỗ công nghiệp. Thì thứ nhất là gỗ tự nhiên thì do vấn đề là càng ngày thì nó càng khan hiếm rồi. Với thứ hai bây giờ là nhập khẩu bây giờ khá là mắc. Nếu mà hàng nhập khẩu bây giờ giá thành nó đôn lên cao lắm. Còn hàng trong nước thì bây giờ nó khan hiếm rồi. Còn đối với gỗ công nghiệp thì nó sẽ có cái ưu điểm và có cái nhược điểm của nó. Và đặc biệt là vấn đề là sợ nhất là vấn đề giãn nở. Với thứ hai nữa là mối mọt quý vị nhé. Đấy là vấn đề những cái dòng gỗ. Thì cái dòng nhựa này thì nó lại chiến được tất cả về những cái mảng đó quý vị. Ẩm mốc, mối mọt các thứ thì tất cả trong nhựa này nó đều chơi được hết quý vị nhé, nó không sợ gì hết. Đấy, nên là cái thằng nhựa này nó có ưu điểm đó. Thì hôm nay mình làm video giới thiệu đến quý vị cái dòng sản phẩm này, giá cả khá là tốt. Đấy, thương hiệu sản phẩm nó là hàng Senco quý vị nhé. Hàng Sendo này thì hiện tại chúc mừng tất cả những anh em nào đang ở khu vực Đà Nẵng quý vị nhé. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và nhà máy đặt tại Đà Nẵng và có văn phòng ở rất là nhiều nơi như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như là Đà Nẵng quý vị nhé. Và sản xuất tại trong nước từ phôi cho tới hoàn thiện. Phôi ở đây có nghĩa là phôi, có nghĩa là bề mặt, bề phôi của cái cốt nhựa này quý vị nhé. Phôi là cốt nhựa này và hoàn thiện cái lớp vân gỗ này là toàn bộ là sản xuất tại Việt Nam, không như các dòng sản phẩm khác. Ví dụ như là mình vừa rồi có giới thiệu đến quý vị một số dòng sản phẩm đó, thì một số phôi là phải nhập khẩu từ Trung Quốc hay là một số phôi nhập khẩu Đài Loan. Đấy. Nhưng mà riêng sản phẩm này thì là nhập khẩu, là những sản phẩm này thì là hàng sản xuất tại Việt Nam hết quý vị nha. Đấy. Do công ty người Việt Nam, công nhân sản xuất người Việt Nam, máy móc công nghệ thứ toàn bộ là người Việt Nam hết. Nên là vấn đề lại rất là có cái gọi là cái ưu điểm. Đấy. Về hàng Việt Nam thì quý vị biết rồi đó. Thứ nhất là vấn đề không sợ về thiếu số lượng quý vị nha. Bởi vì quý vị gặp những cái công trình lớn, những cái nhà rộng hoặc như này nọ, trường hợp mà thiếu đó thì chỉ khoảng một ngày là chúng ta sẽ có được những cái sản phẩm lại chúng ta tiếp tục làm được. Nó không giống như hàng nhập khẩu. Nhập khẩu thì mình phải chờ đợi làm thủ tục nhập khẩu rất là lâu. Thời gian nó có thể kéo lên tháng, 2 tháng thì lúc đó mới có hàng tiếp tục. Thì đối với hàng trong nước thì nó có ưu điểm đó là hàng rất là nhanh. Thôi bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào sản phẩm quý vị nha. Sản phẩm này, này có chiều rộng là 30cm quý vị nha. Chiều rộng là 30cm. Đấy. Và chiều dài của nó là 3m quý vị nha. Chiều dài là 3m. Đấy. Và đặc biệt gì? Cái tấm này nó có chiều dày là 7 ly quý vị nha.
7 ly. Đấy. Thì không giống như là video trước mình làm việc, mình giới thiệu đến quý vị là các cái nhà máy khác thì nó có hai loại, một loại là 9 ly và một loại là 6 ly. Còn đối với thương hiệu này thì sản phẩm là có độ dày là 7 ly quý vị nhé. 7 ly. Đấy. Và mình sẽ đánh giá nó về cái chất lượng. Thứ nhất, nếu mà bằng mắt thường mình nhìn á thì cảm giác gì? Cảm giác cái tấm nhựa này, cái các cái lớp với nhau á thì nó khá là mỏng quý vị nhá. Nó khá là mỏng. Nhưng mà mình khi mà trực tiếp sờ tới á thì mình cảm giác cái chất liệu nhựa này nó khá là nặng và nó rất là chắc chắn. Cái tấm cảm giác cũng rất là chắc chắn, nó cứng. Đấy là do gì? Do cái nguyên liệu quý vị nhá. Do cái nguyên liệu mình sản xuất cảm giác nó là cứng. Đấy. Và đây là dòng nhựa gì? Nhựa này là nhựa PVC. Và mình có những cái video về giới thiệu đến quý vị là dòng nhựa như composite. Thằng composite thì nhìn rất là dày nhưng mà nó ngược lại là rất là nhẹ quý vị nhé. Còn cái này cảm giác nó mỏng, cái mắt nhìn thì mỏng nhưng mà ngược lại thì nó có một cái độ dày, nó có một cái độ cứng rất là cứng. Và cái cảm giác cầm nắm quý vị này, cầm nắm trên tay rất là chắc chắn quý vị nhé, rất là chắc chắn. Đấy, rất chắc chắn. Đấy. Thì đây là những cái bảng màu quý vị nhé. Về ưu điểm của nhựa thì chắc chắn là quý vị đều coi như là quý vị có thể là ai cũng biết rồi quý vị nhé. Đấy, ai cũng biết rồi. Đấy. Thì ai cũng biết về nhựa, về những cái ưu điểm của nó rồi. Đấy. Thì đây là những bảng màu quý vị này. Và ứng dụng của nó là như nào? Thứ nhất là ốp tường quý vị nhé, ốp tường. Thứ hai là quý vị ốp trần. Ốp tường, ốp trần. Hoặc là chúng ta trang trí tạo những cái điểm nhấn quý vị nhé. Những điểm nhấn như là khu vực đầu giường, khu vực phòng khách, chỗ khung tivi đó, hoặc là khu vực bếp, hoặc là thậm chí rất là nhiều những căn nhà người ta ốp toàn nhà, ốp toàn bộ cái nhà luôn và ốp toàn bộ cái trần nhà luôn. Và cái những cái sản phẩm nhựa này này giờ người ta dùng đóng trần khá là nhiều. Thứ nhất là nó, thứ nhất là chống nóng, thứ hai nữa là không sợ ẩm ướt, thứ ba là không sợ mối mọt quý vị. Vân thích vân gỗ mà làm bằng gỗ là rất là sợ mối mọt. Cái thứ tư của nó là vấn đề mình sử dụng lâu năm nó không bị nứt quý vị nhá, nó không bị nứt. Thường thường quý vị thấy những cái nhà bây giờ xây ạ, một số nhà xây bây giờ nó người ta hay dùng cái tấm bằng thạch cao quý vị. Thì đúng là thạch cao thì nó rất là dễ phối màu hay là trang trí về nội thất, nhưng mà nó có cái nhược điểm là mình đóng xong mình ví dụ như khoảng độ mới thì rất là đẹp nhưng mà một thời gian ngắn, ví dụ khoảng 2-3 năm tùy theo nhà nhé quý vị nhá, tùy theo căn nhà chứ mình không nói là 100%, nó sẽ bị rạn nứt tất cả những cái tấm ghép giữa các cái tấm thạch cao với nhau, nó gạn nứt ra. Thì mình nhìn lên mình thấy cái vết nứt mình rất là tức, nhìn rất là ghét cái mắt quý vị nhá. Đấy. Nên là trong thời gian vừa rồi rất là nhiều những cái nhà làm những cái tấm nhựa như này. Đấy, bởi vì độ bền cao lắm. Bởi vì khi mình làm là nó ghép hẻm âm dương quý vị này. Ghép hẻm âm dương như này quý vị nhá. Đấy. Tất cả gia công này bằng ghép hẻm âm dương như này quý vị nhá. Đấy quý vị nhá. Đó. Và khi mà bắn là nó bắn tùy theo vị trí, có thể bắn vít trực tiếp từ đây bắn xuống. Thứ hai nó có cái kẹp sắt này, kẹp vào đây, kẹp inox kẹp vào đây và bắn lên những cái khung sắt và cái khung xương quý vị nhé, hoặc bắn trực tiếp lên tường. Đấy. Và đặc biệt đối với những sản phẩm này này thì cái tường có thể là tường không được đẹp hoặc là những tường mà nó không có độ phẳng đó thì đều thi công được cái tấm này. Đấy. Và đặc biệt là đối với những nhà cũ đó mà cái nước sơn mà nó lâu năm nó bị mục rồi đó thì khó lòng mà xử lý được lắm. Thì thay vì quý vị sơn lại hoặc là phải sủi hết ra, quý vị sơn lại từ đầu thì chúng ta ốp trực tiếp tấm lên là rất là ok quý vị nhé. Và mình sẽ có một cái video so sánh là quý vị nên sử dụng cái dòng tấm này quý vị nhé, nên sử dụng dòng tấm này hay là quý vị sử dụng cái tấm mà nó có tấm nhựa ốp tường cũng là 1m2 x 2m4 đó. Thì tùy theo vào điều kiện, tùy theo cái nhà mà chúng ta nên sử dụng cái tấm nào ốp cho nó hợp lý quý vị nhé. Thì cái tấm này nó cũng rất là nhiều các cái dạng, ngoài ra nó có các loại. Đây là tấm phẳng quý vị này. Và đây là những tấm về vân sóng quý vị nhá. Đấy, vân sóng độ dày 1/2 phân quý vị nhá. Thì tất cả những tấm vân sóng này nó đều có màu giống như tấm phẳng này quý vị nhá. Tất cả những cái màu tấm phẳng này thì nó đều có cái tấm sóng này quý vị nhá. Đấy, thì để quý vị biết được chi tiết tất cả những cái tấm sóng và cái màu của tấm sóng, quý vị hãy kết bạn Zalo với số của mình 0948743274. Mình sẽ báo chi tiết về tất cả các cái màu hay là chi tiết về những giá cả cho quý vị. Và đảm bảo đây là một trong những sản phẩm giá khá là rẻ, gần như là rẻ, gọi là rẻ nhất thị trường quý vị nhá. Đó, cái thanh lam sóng này là 2 phân
và cái màu của nó thì cũng giống như màu các cái tấm phẳng này quý vị nha, để cho quý vị có thể lựa chọn. Ví dụ quý vị lấy tấm sóng này, màu này quý vị nha, có hàng. Hoặc quý vị lấy tấm sóng này, tấm sóng 2 phân này nhưng mà màu dưới này cũng có hàng. Đấy, có nghĩa là đây là cái bảng màu, đây là cái bảng phẳng, này là bảng màu. Còn đây là những cái kiểu thì quý vị thích cái kiểu nào, màu nào thì quý vị cứ lựa. Bởi vì nó nhiều quá, mình làm một video ngắn để giới thiệu đến quý vị thôi nên là mình không lôi hết ra để mà giới thiệu được, bởi vì nó nguyên một đống rồi. Đấy. Mà mỗi công ty thì mình cũng làm nên một video thôi, chứ bữa trước một công ty gửi cho mình tổng cộng 7 loại hàng mà mình làm nên 7 video cho một thương hiệu thì nó khá là nhiều video, mất thời gian. Thì nay mình tổng kết lại nó như vậy. Còn khi nào quý vị nào cần những cái video đòi hỏi mức độ là chi tiết thì mình sẽ làm những cái video ngắn để gửi đến quý vị để quý vị phân biệt cho dễ quý vị nhé. Ngoài ra đã đầy đủ các phụ kiện quý vị nha, các cái phụ kiện đầy đủ hết luôn. Đó, len chân tường, đó, chỉ viền, nẹp góc trong quý vị nha, nẹp góc ngoài, đó. Và đây là những cái chỉ chạy chỉ lưng, chỉ đố cửa, rất là nhiều, đầy đủ các cái phụ kiện để cho quý vị. Thì tùy theo những phụ kiện đó để quý vị tự chế cho mình những cái trang trí theo cái kiểu cách, những cái phong cách mà theo mình ưng ý nhất quý vị nhá. Đấy, thì hôm nay video mình cũng làm khá là đơn giản, khá là ngắn gọn như vậy để cho quý vị. À quên, không nói giá. Và giá này hiện tại quý vị này, giá này một tấm như vậy nó là vào 30 cm quý vị nhá. Chiều ngang này 30 cm này nhá. Chiều dài là 3 m. Độ dày là 7 ly. Và một tấm như này là có giá là 165.000 một tấm quý vị nhá. Giá rẻ chưa? Rẻ nhất thị trường rồi đó. Không còn cái nào rẻ hơn nữa đó. Đó. Không còn cái nào rẻ hơn quý vị nhá. Nên quý vị hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm làm sao mà ok nhất. Đấy, thì mình làm rất là nhiều các video trong kênh của mình rồi. Tất cả các cái sản phẩm nhựa ở trên thị trường này mình làm khá là nhiều. Và mình sẽ còn tiếp tục chờ đợi các cái mẫu của các cái đơn vị khác gửi về cho mình. Mình tiếp tục làm video để giới thiệu đến quý vị các bạn. Thì quý vị hãy nhớ theo dõi kênh của mình để mình sẽ cập nhật những sản phẩm, những video mới nhất để cho quý vị theo dõi. Và một điều xin chúc mừng đối với tất cả những anh em nào khu vực Đà Nẵng. Nếu như quý vị thấy sản phẩm thích, quý vị hãy đặt hàng, bình luận dưới video, bên mình sẽ giao hàng đến tận nơi quý vị nha. Và giá rất là ok rồi đó quý vị nha. Thì quý vị cần thêm thông tin gì hãy kết bạn Zalo với mình, số điện thoại 0948743274 để mình sẽ gửi chi tiết tất cả giá cả cũng như là hình ảnh để cho quý vị tham khảo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem video. Quý vị cần thêm những thông tin gì quý vị nhớ hãy theo dõi kênh của mình nha. Video của mình làm tuy rằng ngắn, chi tiết thì chưa được ấy cho lắm, quý vị nhớ cho mình xin một nút like cũng như là chia sẻ video để mình có tinh thần động lực để mình làm các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong cái lúc tình hình dịch bệnh đang phức tạp này, mình chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn bình an, mạnh khỏe. Làm sao cùng nhau chung tay với cơ quan nhà nước, chung tay với chính quyền để đẩy lùi các loại dịch bệnh quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị.